Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ được nghe những anh chị cần tìm một nửa của mình chia sẻ về cuộc đời của họ. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh mở ra thì mỗi người tham gia đều làm một video phỏng vấn nói về bản thân của mình và những người muốn tham gia chương trình sẽ cùng nhau đi tìm một nửa yêu thương của mình trong số những video mà Uyên Quỳnh đưa lên. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không chọn cho những anh chị em, các anh chị em tự chọn cho mình. Khi chọn được cho mình một người vừa ý rồi á thì nhắn tin cho Uyên Quỳnh và Uyên Quỳnh sẽ hỏi đối phương xem họ có đồng ý hay không, thì Uyên Quỳnh sẽ để cho hai người gặp mặt nói chuyện với nhau. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không sắp xếp cho người này với người kia mà anh chị tự chọn nhau. Và tại vì trong thời gian này Uyên Quỳnh quá bận rộn nên những quý vị khán giả nào muốn tham gia chương trình vui lòng gửi tin nhắn. Và sau khi gửi tin nhắn thì mong rằng quý vị vui lòng chờ đợi, Uyên Quỳnh sẽ xem tin nhắn và sẽ trả lời từng quý vị một. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Dạ, trước tiên thì xin chào. Dạ vâng, em xin chào chị Nguyên Huỳnh và tất cả các đồng anh chị và các trên mạng trên kênh của chị Nguyên Huỳnh. Biết là tối thì yêu thương. Em tên là Ngô Văn Minh. Hôm nay sinh năm 1968. Anh hiện đang sinh sống ở đâu? Dạ, em sinh sống tại Hải Phòng của chị. Anh này hiện tại đang làm công việc à, gì? là công việc thì trước khi em nói cái này thì em thật anh chị là lên trên mạng này em cũng rất là ái ngại vì thật sự là mình cũng đây rất là như là cũng sổ lắm rồi. Thứ hai là mình muốn giúp người là cũng nghiêm túc nhiều để mình lên trên kênh chị để tìm cái mối yêu thương này. Em công việc của em đi làm giúp đi cúng cho người để giúp con người chị Làm gì? đi làm thì cúng chị Hả? em đi làm thì cúng ạ. Cúng hả? Dạ vâng, ví dụ như là mà công việc nhà gia chắc gia chủ mà ai có công việc gì thì nhờ em thì em sẽ đến em cũng cho người ta đấy. Em nói rõ xíu nữa công việc của em á, chị không có hiểu là công việc gì. À không được rồi, với em kiểu như là chắc được không ấy, vậy em đi làm thì cũng có gì các thứ này, ví dụ như là mình ai mình nhờ mình sẽ mình đi làm lễ cho người ta gì. À, đồ cúng á hả? Dạ. Em là thầy cúng á hả? Dạ. Cúng về về em có thể nói thêm chút về công việc em không? Thì cúng là cúng đám ma đồ hả? Dạ vâng. Vì trước là thật gì là trước kia thì em đi vào trong chùa từ năm 21 tuổi. Nhưng mà đến năm 45 tuổi em ở trước công tu ở dưới Hải Phòng, nhưng mà xong rồi là mình có duyên nhưng mà cũng có phận chị, thế là mình ra mình về xong mình lại đi vào trong Vũng Tàu đấy, Vũng Tàu một thời gian thì đến năm 4 năm tuổi thì em đó, nhưng mà đi theo các thầy để đi cúng bái đi các xong rồi bị ốm thế là lại về về thì hồi lúc đấy đi tiếp, nhưng mà trong đó gia đình mình cứ bỏ thôi, giờ chẳng còn ai cả nhà, chỉ còn hai cả con thì các anh các chị đi lấy chồng vợ hết rồi thì còn ở lại nhà thế này, nhưng mà nhà anh ở lại thì trong đó người ta cũng biết là mình như vậy thì cứ người ta người nọ người ta nhờ đến dần dần thì người ta thấy thế mình làm được thì người ta lại nhờ mình. Em thầy cúng khác với thầy thầy tu Dạ vâng, trước giờ thì không thầy, bây giờ mình không phải là tu đó, mình làm bây giờ thì là thầy pháp sư rồi. không? À, anh làm được bao lâu rồi? Em là em đi từ năm 21 tuổi chị,
và đến bây giờ em 54 tuổi rồi. Rồi tình trạng gia đình hôn nhân của anh như thế nào? Là trong nó thì chị nào cũng rất là ngại vì là mình ở trước kia mình đi như vậy, nhưng mà đến bây giờ mình về thì mình có tuổi rồi, mình cũng ái ngại lắm, mình đi là đi cũng phải là như là xong rồi là mình, em chỉ thấy là lấy sách làm thầy, lấy công việc làm bạn, nên là tối ngày như vậy nên là chẳng có, cũng không để ý cái đó thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì bên trên kênh của chị thì em muốn là nhờ chị để chị giúp đỡ xem mà mình chẳng có học viên với ai không. Trước giờ là em chưa từng lập gia đình luôn á hả? Rồi trước giờ anh có quen với một vài cô không? Thì nói chung là mình đi lễ này thì mình sẽ đi lễ thì nó quen những các cô đồng, thì nói chung là mình chỉ quen để mình ngoại giao để đi lễ cùng thôi, chứ cũng không có thì là cái về cái chuyện tình cảm này. Vậy tại sao tới lúc này là anh lại muốn tìm một người yêu thương cho anh? Thì lúc này thì em thật sự là kiểu như là mình cũng công việc mình đến giờ thì lúc trước thì còn ấy thì mình cũng không nghĩ đâu, nhưng mà đến giờ thì mình cảm thấy một mình ấy thì nổi thổi thì mình vào đấy lên trên kênh của chị để xem mà có quen của ai, mà tức là ví dụ như là mình tìm được một cái người nào mà người ta cũng quan tâm, về ví dụ như là trong cái xem cái đạo của mình thì mình sau là ví dụ như là mình kết hợp được gì, mình có duyên thì mình sau này mình đi ví dụ như là cùng nhau để đi làm đi lễ rồi là đi du lịch rồi đi có mọi điều kiện thì mình sẽ đi từ thiện, làm từ thiện cho tất cả những cái các thứ ở vùng quê đồng bào xa trên miền núi đó đấy. Thế thì vừa rồi em thì cũng hay đi đấy, nhưng mà đến vừa rồi thật sự là nói chung là mình cũng thấy thì nói chị là cũng không phải là mình vẫn khá là người sống nhân đâu, nhưng mà vì em tin người người các cô đồng quá nên là bây giờ người ta đồng lừa em không. Rồi nếu mà anh muốn tìm một người yêu như thế thì anh muốn người đó ở đâu cũng được hay là anh chỉ muốn giới hạn ở nước nào đó thôi? Em về thấy em lên trên kênh chỉ có một cô, nhưng mà hôm nay cô ấy cũng hơn tuổi nào nè, tuổi tác thì cả, nhưng mà thật sự là người ta mà cũng cùng cái đồng cùng cái tâm là một hai cái đồng cái lòng mình ấy thì mình sẽ, mà các cô ấy cũng có cái từ thiện là ví dụ như là đi theo cỏ vật thì người ta cũng là lòng từ bi thì mình cũng xem nếu mà ai mà hợp với mình thì xem thì mà của người ta mà đồng ý mình thì mình sẽ ok. Cô anh nói là số video là số mấy? Em lại không muốn, nhưng mà chỉ biết em mình quen biết là chỉ biết tên là cô Phan Phan Thanh Hiền. Cô ở Cali đó hả? Phải không? Anh ngoài cô Phan Thanh Hiền ra rồi anh có để ý cô nào nữa không? Thì lúc đấy em xem kênh của chị thì có vẫn cô đó thì thấy thì cô ấy nói về cái theo cửa Phật cũng là tối cũng là theo cái đạo Phật thì em thấy cảm thấy cái đúng là cái tâm đắc của cô ấy như vậy thì em thấy học với thì xem đến trên kênh của chị em muốn kết nối xong ví dụ như là mình thử xem có học không thì mình sẽ Là à, trong video này anh muốn nhờ em là gửi tới chị Hiền á, là có anh mến mến chị ấy phải không? Rồi em hỏi anh á là nếu mà chị ấy ok á, thì không có gì để nói ha, còn nếu mà chị ấy cảm thấy không phù hợp á
Thì anh có muốn làm quen với người khác không? Thì em cũng không có việc, tức là đi cũng mình cũng thì em là chị là em cũng xem nhiều rồi, nhưng mà nhiều người rất là lên trên kênh chị rất là nhiều người, nhưng mà mình cảm thấy em thấy cái tính và vừa chị đó là một cái cô đó mình, một thứ hai là mấy cái nguyện vọng của cô ấy là kiểu như là muốn không quen được người người nước ngoài cả, chỉ cần người quen người Việt Nam ấy, mà xong rồi ví dụ như là cùng mà có cái đồ là cái về theo về đạo Phật thì càng tốt, thế thì em thấy thế đấy. Ngoài công việc làm thầy cúng ra đó, anh có làm công việc gì khác không? Thì chỉ có một cái việc này thôi, vì này ăn làm này thì đi suốt ngày tối ngày rồi, thế về ban ngày thì mình sẽ như này, rồi có một tháng thì em có thể là chạy đi từ sáng đến tận tối mới về, tối về rồi mình lại tranh thủ mình làm rồi sáng sau mình lại đi tiếp tục. Là công việc của anh mỗi ngày đều có việc làm hết hả? Dạ vâng, cũng có ngày thì có ngày thì không đấy, nhưng mà vì cũng là ví dụ những tháng riêng ấy, thì còn tháng riêng là tháng 2, tháng 3 thì là nói chung là ngày nào cũng phải chạy xô chị ạ. Đó. Rồi tháng 7 này thì cũng thế, tháng 7 thì người ta ở đây thì người ta chỉ có từ mùng 1 cho đến rằm là hết rồi, là hóa mã cho các cụ đấy, thì là mình này phải làm chạy xô. Thế còn là ngoài ra xong thì này chỉ thỉnh thoảng có công việc, cũng có ngày thì nghỉ có ngày thì không. Anh cảm thấy anh với chị Hiền thích hợp nhau ở điểm nào? Dạ em thì cứ học với chị là cái cô ấy là với là cô ấy là cũng là theo đạo Phật, mà thấy cô cũng có cái tâm để muốn kiểu là đi làm từ thiện, thì em cũng thấy mình cũng muốn ước nguyện như vậy, nhưng là mình cũng có điều kiện gì mình không có được điều kiện nó hơn các cô đó, vì tại là mình cũng có thể là mình đi làm, nhưng mà đi làm thì nó được nhỏ chứ không có việc to tát cả. Thế là ví dụ như một năm ở đây thì em cũng đi tất cả, nhưng mà mấy tất cả các cô đồng rồi với mọi người thì cũng đi lễ rồi đi từ thiện các nơi ở xa vùng xôi. Thế nhưng mà đây thì em cũng thấy, nhưng mà cô ấy cũng nói vậy, nhưng mà được một người như vậy thì mà sau này mình muốn biết tính nhau rồi thì được đi làm lễ này, rồi là đi từ thiện cho tất cả những người nghèo ấy, thì hay là đi vào đền cúng đền chùa nào, thì thật em cũng cảm thấy là hợp cái hợp rồi. Ngoài việc đó ra thì anh còn cảm thấy anh và cô ấy hợp nhau điểm nào nữa không? Là chiều như thế mà tính thì thấy cô ấy cũng nói là tính đấy, tính thẳng thẳng thẳng, chứ không có gì là Giống như anh cảm thấy anh và cô chị ấy hợp nhau là tính thẳng thẳng thắn đó, anh thẳng thắn chị ấy cũng thẳng thắn đúng không? dạ vâng. Rồi gia đình của anh á có đông anh chị em không? Gia đình thì em thì được 5 chị em, thế thì các chị lấy một chị gái rồi 2 đứa em gái rồi 1 em trai, với chồng thì ở xa hết, thì giờ chỉ cần ở đây nhà thì chỉ còn 2 mẹ con thôi. Gia đình anh có ai ở nước ngoài không? Dạ có chị, không có người, chỉ có đồng bác ở ngoài này, ở bên Đức ấy. Mẹ anh chắc cũng đã lớn tuổi rồi hả? Em à? Mẹ anh á, mẹ anh. À, em năm nay 78 tuổi luôn. Những lúc rảnh rỗi á, thí dụ không có việc làm rảnh rỗi á, thì anh thích làm công việc gì? Thì trong đó thì em chỉ biết rằng bây giờ mình cũng từ là mình đi học lớn lên, là học xong rồi là mình vào chùa thì mình sẽ giúp được chùa, rồi mình học hành như vậy, trong thời gian bây giờ mình chỉ biết làm cái nghề này thôi, chứ chẳng À, học cái nghề này là anh phải đi vô chùa anh học đó hả?
Rồi học bao lâu? Em học đi từ lúc năm 21 tuổi đến năm 33 tuổi thì em về. Về xong em lại đi vào Vũng Tàu luôn. Đó. Em vào Vũng Tàu em ở đến từ 33 tuổi cho đến 42 tuổi em thì bố ốm nặng. Về rồi là mình đi xong về xong không đi về chùa nữa mà đang ở ngoài đi làm từ lúc đấy giờ. Rồi những lúc mà ngoài những lúc mà làm việc á, em hỏi anh ngoài những lúc mà làm việc á là anh có thú vui giải trí như thế nào? Em chỉ không biết là lấy cái công việc của mình lấy sách làm thầy, lấy công việc làm bạn thôi chứ cũng chẳng biết nào chỉ nào mà xong rồi là ví dụ như là mình lúc nào mà muốn đi giải trí để vui thì là đi theo đi lễ cùng với tất cả đoàn đi lễ nơi các nơi để cho mình giải trí để cho tâm trí mình để nó thanh thản hơn. Hiện tại là anh ở trong một thôn quê hay là anh ở ngay thành phố? Em mới ở đây bây giờ em là em ở huyện. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Đấy, em chiều cao em là 1m58. Cân nặng là bao nhiêu? Nặng 57 kg. Là anh quyết định là trong video này anh chỉ muốn làm quen với chị Hiền thôi. Rồi ngoài ra là anh không muốn làm quen với ai Dạ hết phải vâng. không? Anh có biết là khi anh quyết định như vậy là cơ hội của anh rất là mong manh không? Là thôi mình ấy là mình thử xem mà mình mà nếu mà cô mà đồng ý được thì là kết hợp để cùng với nhau sau này để mình đi làm lễ rồi đi từ thiện các nơi mà không có thì mình cũng này thôi thì mình ở đây mình tại đây mình cứ ở đi đám xá là đi cúng bái rồi là sau là 1 năm mỗi năm đi lễ xa một vài lần. À, thí dụ như anh muốn làm quen với cô ấy mà cô ấy không cô ấy không muốn làm quen với anh á, mà nếu mà anh muốn làm quen với người khác thì anh vẫn còn có cơ hội. Còn nếu mà trong video này anh nói là anh chỉ muốn làm quen với cô ấy không á thì anh ngoài cô ấy ra là anh không còn cơ hội nào hết. Nhưng mà em muốn nói với anh đó là khoảng cách của anh với Dạ. cô ấy rất là xa. Anh thừa biết là cô ấy là kế toán trưởng cho ở quận hạt ở Cali, là khoảng cách của hai người rất là xa, cơ hội của anh rất là mong manh. Thì anh nghĩ sao? Em biết là như vậy nhưng mà mình cũng đấy là cũng không biết đâu là cái duyên, nhưng mà duyên mình chỉ còn gọi là biết quen biết nhau mà cũng muốn là đi mà có thời cơ nào mình để mình mới có điều kiện là mình về Việt Nam mà mình đi lễ bái cùng nhau chẳng đấy. Là anh không có ngại cái cơ hội mong manh đó phải không? Anh vẫn giữ nguyên lập trường của anh chứ gì phải không? Dạ thì ví dụ như là mình không kết thì không đến được gần thì mình sẽ gọi là quen biết bạn bè đây mình đi lễ nơi nhiều nơi biết nơi nhiều chỗ rồi thì mình sẽ đi cùng với các cô ấy để đi lễ các nơi cả thế. Anh với chị ấy có cùng quê không? À không, cô ấy thì ở nhưng mà em thì ở ở Hải Phòng nhưng mà em đi Cà Mau rồi các Vũng Tàu nước nơi thì Sài Gòn thì các nơi thì em cũng lễ nhiều rồi rồi Anh cũng có từng đi tới Cà Mau rồi hả? Anh có từng đi tới Cà Mau rồi hả? Cà Mau rồi. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay ha. Em hy vọng sau video này thì mà anh cũng biết là chị ấy thì cũng có vài người thích chị ấy rồi phải không? Nếu anh coi video của em thường. Dạ.
À, em sẽ gửi video này cho chị ấy xem á. Thì anh có lời nào gửi gắm tới chị ấy không? như cô lấy ví dụ như là sau này cô ấy mà có về hưu sản về Việt Nam mà có đi lễ bái hay là đi từ thiện nơi đâu thì ví dụ như là cho biết để gửi là núi theo các cô ấy được đi lễ, ví dụ như này em biết nơi này nơi kia, cô ấy ở xa thì ví dụ như là nhiều nơi thì cô ấy biết, ví dụ như là cô ấy, rồi là những cô chỗ nào mà chưa chưa đi thì được cần thì em lại sẽ dẫn đi. Đấy, đi cùng để lễ. Đấy, một lòng thứ hai là em cũng là cái cuối video này thì em cũng xin chúc chị một mạnh khỏe và gia đình được hạnh phúc, trong đó trong cộng đồng mạng có gì em cũng không này em cũng phải là nghĩ rất là ái ngại, không phải là em vừa có nhưng mà đây này em cũng là tự nguyện, là ví dụ như từ cái tấm lòng mình thấy cô ấy nói thế thì để đây mình để đi cùng lễ, đi cùng với lễ với cô ấy, chứ không phải là mình thấy cô ấy à, như vậy mà mình mơ đó. À, theo quy định của chương trình bên em á, là anh cũng biết ha, là khi những người tham gia video á, thì khi em làm xong em up lên á, thì em sẽ không lấy xuống gì bất cứ một lý do nào hết. Anh biết điều đó ha. Dạ, bye anh ha. Dạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.